Hello, xin chào mấy bạn. Ở clip này như đã hứa thì mình sẽ làm so sánh giữa hai cách thuần, đó là thuần cắt rễ và thuần cắt gốc. Vậy thì hai cái cách thuần này nó như thế nào? Nói với thuần đối với cái thuần cắt rễ á, thì như những cái clip trước mình đã hướng dẫn á, đó là xả hết đất, tỉa hết những cái rễ con, chừa lại những cái rễ bự, chừa khoảng chừng 1,5 đến 2 xăng. Sau đó để chỗ nào có nắng nhẹ từ dưới 10 giờ hoặc là sau 2 giờ, hoặc là chỗ nào có ánh sáng mạnh, chừng nào đến đợi đến khi nào mà cây nó ra rễ con á, là mọi người sẽ trồng lại. Còn riêng đối với kiểu thuần cắt gốc này, tức là sao? Tức là cắt bỏ hết toàn bộ các phần rễ luôn. Ở đây mấy bạn thấy nè, vết cắt của cắt gốc á, phải ngọt, nó không có được nhìn nó gọn lắm, nó ngọt nha, chứ nó không có bị xù xì. Rồi sau đó mình sẽ cũng y như tương tự như là cắt rễ, để cái chỗ nào nó có nắng nhẹ, ánh sáng mạnh, để ra đợi khi nào có rễ là mình sẽ trồng lại. Đầu tiên nói về cái hình thức cắt rễ, nó có những cái ưu điểm gì? Thì ưu điểm đầu tiên đó là nó áp dụng được cho hầu hết các loại sen đá. Cái thứ hai đó là cái thời gian mà cây nó ra rễ con đó mọi người, nó sẽ nhanh hơn so với cắt gốc. Thường á là khoảng từ 5 đến 2 tuần là cây nó đã ra rễ rồi. Chính vì vậy á, khi mà mình đang đợi có rễ là mình trồng lại liền, thì ra rễ nhanh như vậy, trồng liền thì cây nó sẽ ít bị suy hơn so với cắt gốc. Cái thứ ba là những ai mà mới chơi á, thì mấy bạn nên áp dụng cái cách này, bởi vì nó đơn giản và nó không có quá nhiều cái chú trọng so với việc cắt gốc. Thí dụ mình thí dụ đơn giản như vậy thôi, mấy bạn nhìn cái rễ nè, khi mà mấy bạn cắt rễ á, thì cái vết thương để lại trên rễ á, nó là một cái vết rất là nhỏ, bằng cái đầu kim thôi à, một cái vết thương rất là nhỏ. Mà vết thương nhỏ thì nó sẽ nhanh lành hơn, thì cây nó sẽ không có bị những cái dấu hiệu giống như là bị thúi, bị cái vết cắt nó bị nhiễm trùng á, nó sẽ bị thúi. Còn á, khi mà mọi người cắt gốc, đây cái vết thương của cắt gốc á, nó rất là lớn, mọi người thấy không, vết thương nó rất là lớn, thì nó sẽ dễ bị nhiễm trùng. Mà khi mấy bạn mà mới chơi á, mấy bạn không thể nào, có nghĩa là mình không nói mấy nói về, nếu mà ai mà không kỹ á, không kỹ tính á, thì mấy bạn không có nhìn ra được, không có nhận biết được cái cây nó đang bị thúi. Mấy bạn không biết là nó sẽ chết từ từ. Rồi một ngày nào đó mấy bạn ra mấy bạn nhìn mấy bạn thấy cây nó chết hồi nào mấy bạn không hay luôn, mấy bạn cũng không biết cái chuyện gì xảy ra với nó luôn ha. Còn riêng với những ai mà chơi lâu năm á, thì người ta quá quen với những cái biểu hiện của sen đá rồi, thì người ta chỉ cần nhìn sơ là người ta biết là cái cây nó đang bị nhiễm trùng, cái vết cắt nó đang bị nhiễm trùng. Chứ người mới thì thua rồi, người mới thì không khó, rất là khó cho mấy bạn để mấy bạn nhìn ra. Kể cả bây giờ cái cây gì, tên những cái cây các loại sen đá mấy bạn còn nhầm lẫn, huống chi là cái việc nhìn vô cái cây sen đá mà biết được nó bệnh gì rất là khó, đúng không? Cho nên là mình khuyên khi mà mấy bạn nào mà mới chơi thì mấy bạn nên áp dụng cái biện pháp đó là cắt rễ cho nó an toàn ha. Mấy bạn đỡ có lo sợ cái vấn đề về cái vết cắt nó có bị nhiễm trùng hay không ha. Đó là cái ưu điểm của việc cắt rễ. Tiếp theo mình nói về cái ưu điểm của cái cắt gốc. Cái ưu điểm lớn nhất của việc cắt gốc đó là nó sẽ loại trừ hết tất cả các mầm móng bệnh. Bởi vì sao? Có những cái bệnh nó nằm ở trong lõi cây, thì chỉ có khi mấy bạn cắt ra như vậy, mấy bạn nhìn vô, mấy bạn mới thấy thôi. Còn cái cắt rễ như vậy, mấy bạn không nhìn thấy được. Đó là cái ưu điểm lớn nhất. Và bởi vì chính vì mấy bạn loại trừ được các mầm móng bệnh á, thì khi mấy bạn trồng lại, cây nó sẽ thích nghi hoàn toàn với cái điều kiện khí hậu của mấy bạn luôn. Tại nó rất là khỏe, bệnh hết bệnh rồi, thì khi trồng lại nó sẽ quen, nó rất là khỏe luôn so với cắt rễ ha. Mình nói như thế này, khi mấy bạn thuần cắt rễ á, tỷ lệ cây sống á, nó sẽ rơi vào tầm khoảng chừng 70 đến 80. Nhưng riêng khi mà mấy bạn cắt gốc á, thì tỷ lệ cây cắt gốc sống á,
nó sẽ rơi vào 80 đến 90%, tức là cái tỷ lệ sống của cái cây cắt gốc đó, nó sẽ cao hơn rất nhiều so với cái cắt rễ ha. À, đó là ưu điểm lớn nhất của nó. Tuy nhiên đi kèm đó là nó cũng có nhiều cái khuyết điểm. Cái khuyết điểm đầu tiên đó, đó là nó không thể áp dụng được cho toàn bộ các loại sen đá nha. Mình nhấn mạnh lại cho mọi người nghe nha, không áp dụng được cho tất cả các loại sen đá. Tại sao? Có những cái loại sen đá nó quá ít diệp lục tố. Diệp lục tố là sao? Tức là cái màu xanh lá đó. Điển hình như cái cây gì? Đó là cây hỏa đế. Cái cây đế dương mà nó đỏ hết nguyên con luôn á, nó full đỏ hết luôn á ha. Những cây đó nó quá ít diệp lục tố, cho nên nó khó mà ra rễ được. Thí dụ như á, những cái cây này của mình đang cầm á, là cây hồng tím ha. Nó nhìn mọi người nhìn nè, nó có một cái nó khi mà mình phơi nắng nhiều á, nó có màu tím. Tuy nhiên là do mình để trong mát nên giờ nó chuyển sang màu xanh lá nè ha. Nó mất màu đi. Nè, cây này vẫn có diệp lục tố nè, rất là nhiều. Cho nên nếu mình cắt gốc như thế này thì khoảng tầm 1 tuần hoặc 2 tuần là cây này sẽ ra rễ. Nhưng những cái cây mà ít diệp lục tố như cái cây hỏa đế á, thì cái khả năng mà nó ra rễ á, nó chỉ dưới 10% thôi. Mọi người có để 2-3 tháng trời, mọi người chờ dài cổ luôn, cũng không thấy nó ra rễ luôn. Mà nếu như bạn nào á, mà thật sự để được cái cây hỏa đế cắt gốc á, mà ra rễ á, thì mình khuyên luôn là thời của mấy bạn đã tới rồi, mua vé số đi ha. Ha. Cho nên mình nói là không có phải là áp dụng được cho toàn bộ tất cả các loại sen đá. Mọi người cứ để ý những cái cây nào quá ít màu xanh lá là những cây đó không nên cắt gốc. Ha. Và đó cũng là một lý do tại sao mình khuyên những bạn mới chơi không nên áp dụng cách này. Mấy bạn không có phân biệt nổi cái cây nào ít diệp lục, cây nào nhiều diệp lục hết. Mấy bạn nhìn, mấy bạn thấy đẹp, mấy bạn mua. Mấy bạn cứ cắt bừa, cắt đại thôi, chứ mấy bạn cũng không có biết ha. Thì đó mình khuyên á, bởi vậy người mới chơi thì hãy cắt rễ chứ đừng có cắt gốc. Còn những cái cây nào á, thật ra cũng có khá rất là nhiều cây nó ít diệp lục tố, cho nên là bây giờ mà mình kể ra thì nó hơi nhiều. Thì mình chỉ có chỉ mọi người một cách để phân biệt, đó là nhìn vô cái cây nào thấy nó có quá ít màu xanh lá là không nên cắt gốc. Điển hình như là hỏa đế nè, AOL nè, đó là những AOL tím đó, là những cái cây đó là nó cực kỳ ít diệp lục luôn. Cắt rễ là coi cắt gốc là coi như là chờ dài cổ luôn, không thấy rễ đâu luôn ha. Rồi cái khuyết điểm cuối cùng đó là gì? Nó rất là dễ bị nhiễm trùng vết cắt, do cái vết cắt nó quá lớn, thành ra là nó rất là dễ bị nhiễm trùng. Thay vì á, đối với cái cắt rễ này nè, cái vết thương nó nhỏ, khoảng chừng cắt xong là khoảng chừng 2 ngày đến 1 tuần là mọi người có thể trồng lại liền được. Tuy nhiên cái vết cắt, cái cắt gốc nè, thì mọi người nên để khoảng 1 tuần cho vết thương á, nó chắc chắn là nó đã lành thì mọi người mới trồng lại. Chứ mà mới cắt 1-2 ngày á, trồng lại thì nguy cơ nhiễm trùng nó rất là cao ha. À, đó, cho nên là khi mà mấy bạn nào mới chơi mà mấy bạn áp dụng cái cách này á, thì thật sự rất là khó cho mấy bạn phân biệt được. Thứ nhất, cây nào ít diệp lục, cây nào nhiều diệp lục. Thứ hai, mấy bạn chưa có nhìn rõ được, chưa có nhận biết được cái dấu hiệu của cây, nhìn vô không biết gì hết, không biết là nó có bị thối hay không, cứ để như vậy nên thời gian sau nó chết luôn ha. Đó, đó mình nêu sơ những cái ưu và nhược điểm của nó. Vậy thì bây giờ để cho cái clip này nó rõ hơn á, thì mình sẽ cho mọi người xem một số cái cây nó có biểu hiện bệnh ở trong cái lõi nó sẽ trông như thế nào ha. Đầu tiên mình sẽ cho mấy bạn xem á, là cái cây bình thường không bệnh á, nó sẽ trông như thế nào. Đây là lõi của một cái cây không bệnh nè. Mọi người nhìn nè, cái phần lõi của nó rất là sạch, trắng hoặc là hồng, hồng hào nha, không có những cái điểm đen. Không phải mình nói cái điểm đen á, nó ẩn ở trong, chứ không phải mấy cái điểm đen này nha. Cái điểm đen ở ngoài đây là bụi á, chứ không phải là điểm đen bệnh đâu nha. Đó, mọi người nhìn kỹ cho kỹ nha, mình sẽ cố gắng không có rung tay.
đó, nó sẽ hồng hào trắng phao ha, không có điểm chết, không có một cái điểm gì đen đen hết á. Đó, nó sẽ như thế này. Đây là một cái cây khỏe mạnh, không có bị bệnh gì hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái cây nó có dấu hiệu bệnh cho mọi người xem. Đây là một cây có biểu hiện bệnh ở mức độ nhẹ. À, mọi người nhìn cho kỹ nha. Mọi người sẽ thấy nó có những cái phần đen ở trong lõi đúng không? Ừ, để mình chỉ cho mọi người xem nha. Đó, những cái phần đen này nè, nó ăn vô trong cái phần lõi á. Đó, những cái phần nám nám đen đen này nè. À, nó ăn vô trong lõi nè, thấy không? À, nếu mà mấy bạn hỏi đây là bệnh gì á thì không giấu gì mấy bạn ha, mình có tìm hiểu nhiều cái anh chị và những cái sách vở rồi, nhưng mà hiện tại thì mình chưa có tìm được đúng cái tên bệnh của cái bệnh này là bệnh gì. Tuy nhiên thì theo quan sát của mình á, với theo cái kinh nghiệm của mình á, thì mình thấy nó có những cái dấu hiệu tương tự với bệnh tuyến trùng ăn thân trên xương rồng á, cho nên mình sẽ tạm thời gọi đây là bệnh tuyến trùng nha mọi người. À, có thể là sau này nếu mà mình tìm được thông tin thì mình sẽ chia sẻ sau. Coi như mình tạm thời gọi nó là như vậy ha. Mọi người để ý cái vết đen của nó sẽ ăn vô, nó ăn lõm vô trong cái lõi cây đó, nó ăn lõm vô luôn. Ừ, đây là dấu hiệu bệnh mức độ nhẹ, chưa có nặng. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái cây nó có dấu hiệu nặng hơn cho mọi người xem ha. Đây là một cái cây nó có dấu hiệu nặng hơn. Mọi người có thể thấy là cái phần đen á, cái vết vết đen của nó ăn vô sâu hơn, rộng hơn và cây nó bị biến đổi, bị màu đen. À, và một cái đặc điểm nữa đó là cái thân cây nó sẽ bị teo lại. Mọi người để ý nè. Mọi người thấy cái phần phần thân á, những cái phần thân của nó nè, nó bị hớp vô, nó bị teo lại nè. Đó. Nó bị teo vô, nó hớp vô luôn. Đó, đó là những cái dấu hiệu chuyển bệnh chuyển nặng đó. Nó ăn vô. À, thì xử lý cái bệnh này á thì chỉ có một cách đó, đó là mấy bạn sẽ phải lật bớt cái lá xung quanh, lật bớt mấy cái lá dưới này nè, rồi mấy bạn dùng dao cắt sạch hết, đến khi nào không thấy cái vết đen nào hết, nó trắng hoặc là nó hồng như cái cây hồng bệnh hồi nãy á, thì cái đó là mấy bạn đã xử lý xong. Vậy ha, mình cho mọi người xem lại hai cái cây này. Đây, một cây khỏe mạnh không có dấu hiệu gì hết ha. Mọi người để ý á, là nó trắng trẻo hồng hào ha, nó không có bị teo tóp ở cái chỗ nào hết. Nè, nhìn cái thân nó tròn trịa, không có bị teo tóp lại ha. Ở trong lõi nè, trắng hồng, không có vết đen. Một cây bên đây. Mọi người thấy nó cái thân nó bị teo lại không? Có những cái chỗ nó bị teo, nó hóp vô nè. Nè. Đó, nó không có tròn trịa nữa, nó teo tóp lại. Đó, nhìn vô trong lõi nó có những cái vệt đen ăn vô trong lõi ha. Đó. Rồi. Vậy là mình không biết mọi người có nhìn rõ hay không, nói chung mình cố gắng để cho mọi người thấy rõ được cái bệnh này thôi. À. Rồi, bây giờ mình sẽ nói sơ về cái vụ bệnh tuyến trùng này ha. Thì cái bệnh này nó như thế nào? Đó là nó có một cái con trùng siêu 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 nhỏ luôn, rất là nhỏ. Thì ở ban đầu á, nó sẽ chui vô những cái rễ, nó chui vô cái rễ cây ha, xong nó làm ổ trong đó, thì cái cây cái rễ nó sẽ bị nổi những cái cục u u u lên, như là mọc củ lên á, y như củ khoai lang kiểu gì á, u u u lên cục 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 lên vậy á, nó làm ổ trong đó. Sau đó thì một thời gian dài mà nó không có được chữa đó, không được chữa bệnh á, thì con trùng nó sẽ lên ăn lên trên thân ha. À, thì khi mà cây nó sẽ nhiễm cây cây mà nó nhiễm bệnh này rồi á, thì nó sẽ hạn chế cái khả năng hút nước của cây, tại vì con trùng nó ở đó nó làm tắc nghẽn cái mạch dẫn nước của cây lên, cho nên cây nó sẽ có những dấu hiệu này này à. Thứ nhất là nó không phát triển. Mọi người để ý thấy cái cây nào trồng một thời gian dài mà nó không phát triển được, nó mặc dù có bón phân có gì nữa nữa nó cũng không có lên, không có lớn được miếng nào, mà càng ngày nó càng teo tóp lại á, thì khả năng cao nó đang bị bệnh này. À, và thứ hai nữa đó là mọi người để ý á,
cây mà nó có những cái dấu hiệu như sau, đó là lá nó bị đột biến. Đột biến tức là sao? Tự nhiên cái lá nó đang đẹp vậy ha, tự nhiên một thời gian sau á, tự nhiên xuất hiện một hai ba cái lá nào nó có một cái hình dạng khác so với ban đầu, nó bị mẻ chỗ này hoặc là nó mọc lên hai 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 cái mũi nhọn hay là sao đó, nó nói chung là nó bị biến dạng so với ban đầu, hoặc là nó đổi màu một cái màu kỳ lạ khác, mặc dù cũng như ngày xưa cũng phơi một lượng nắng đó nhưng mà cây nó bình thường màu đó, nhưng mà một một ngày nào đó tự nhiên mọi người ra mọi người thấy nó có chuyển sang một cái màu gì đó kỳ lắm, màu lạ lắm ha, mặc dù hưởng một loại một cùng một lượng nắng như nhau mà cây nó có một cái màu kỳ lạ, thì đó là dấu hiệu của tiếng trùng nha. Và cuối cùng đó, đó là cái ở cái thân cây, à thân cây nó bị teo lại, bị hóp lại, nó không còn tròn trịa nữa như cái cây này, nó bị lõm vô ha, thì đó là bệnh của tiếng trùng. Bởi vậy tại sao cái bệnh này nó thường thường xuất hiện ở những cái cây nào, đó là những cái cây nào mà lâu năm, những cây già lâu năm đó là nó sẽ hay, rất là hay bị cái bệnh này. Tự nhiên mọi người để ý cái thân thụ của cái cây lâu năm mà thân thụ đó nó có những cái phần bị hóp vô á, đó là những cái phần nó đang bị bệnh đó nha. Và cái bệnh này khi mà nó ở giai đoạn mà nó nhẹ đó, như cái cây hồi nãy mình cho mọi người xem á, như cái cây này đi, nó đang ở cái mức độ nhẹ đó thì nó không có để lại một cái dấu hiệu gì hết, chỉ khi nào nó bệnh nó nặng á, như bên đây thì bắt đầu nó mới biểu hiện ra bên ngoài thôi nha, biểu hiện lên trên cái thân cây nè hoặc là trên lá cây, chứ lúc mà nó nhẹ như thế này á là nó rất là bình thường, không có chuyện gì hết á vậy ha. Và khi nó bị dấu hiệu nặng như thế này nó sẽ kèm theo một cái bệnh nữa, đó là bệnh nấm. Tại vì vi khuẩn nó sẽ lợi dụng cái vết thương mà con trùng để lại á, nó sẽ gây cây bị thối vậy ha. Cho nên đối với cái bệnh tiếng trùng này thì cây nó sẽ chết một cách từ từ chứ nó không có chết lẹ vậy ha. À, đó là sơ lược về cái bệnh này cho mọi người xem. Và cái bệnh này nó cũng khác với cái bệnh thối thân thối rễ. Ở thối thân thối rễ á, cây nó cái vết đen của nó sẽ hơi chuyển sang màu tím tím và nó không có bị lõm vô. Còn cái bệnh này á, là nó sẽ ăn vô, cho nên nhìn vô là cái nó có một cái vết lõm ha. Và cái bệnh thối thân thối rễ á, nó sẽ làm cây chết nhanh hơn, khoảng chừng 2 đến 3 ngày là cây nó chết rồi. À, bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn á, thì mấy bạn coi lại cái clip mà cách phát hiện cây bị thối thân thối rễ á, để mà nhìn cho nó rõ là hai bệnh này nó khác nhau chỗ nào nha. Nói về cách ngừa cái bệnh này, mấy bạn nên định kỳ thay đất cho cây, từ 8 đến 1 năm là mấy bạn thay một lần. Ngoài ra mấy bạn có thể tham khảo cái clip mà đất còn tật về đất trồng sen đá của mình á, để mà mấy bạn biết cách xử lý đất trồng để ngừa cái mầm, để ngăn chặn cái mầm móng bệnh. Ngoài ra thì mấy bạn có thể trộn thuốc tím hoặc là nấm đối kháng chi châu đợt ma, trộn vào trong cái đất trồng á, để mà diệt cái mầm bệnh. Đối với chi châu đợt ma, mấy bạn trộn ủ trong vòng 2 đến 3 tuần thì mấy bạn mới lấy ra xài. Mình sẽ cho mọi người xem cái bệnh tiếng trùng trên xương rồng nó như thế nào nha. Đây là một cái cây mình đã xử lý rồi nè, mọi người để ý nè, nó bị teo tóp lại nè ha, nó không hút nước được á, cái nó bị teo lại đây. Mình đã cạo hết, nạo hết sạch những cái phần bị tiếng trùng đi rồi à. Sau đó mình để phơi khô khoảng tuần 2 tuần gì đó là mình trồng lại nè. Bây giờ nó ra rễ khác rồi nè. Đó, nó ra rễ mới rồi ha. Thì đối với bệnh tiếng trùng ở thân trên xương rồng á, thì nạo hết cái phần đó đi, đợi ra rễ trồng lại là được. Tỷ lệ sống rất là cao. Nhưng mà riêng bệnh mà tiếng trùng trên sen đá đó, thì khả năng cứu sống của nó rất là thấp. Hầu như là nếu mà nó bị nặng như cái kiểu bị trên cây xương rồng này á, thì khả năng cứu là không tới 10% đâu ha. Cho nên là mấy bạn trồng sen đá khổ cái là vậy đó. Xương rồng khó một thì sen đá khó tới tầng 10 lần ha. Cho nên thôi lỡ nghiện thì phải chấp nhận ha. Bữa mình có hứa với mấy bạn là mình sẽ cho mấy bạn xem một cái con rệp đất mà mấy bạn nói là nó ăn hay làm hư cây á. Và mình đã có nói ở clip trước, ở cái clip mà những cái quan điểm sai lầm về sen đá đó,
mình có khẳng định rằng cái con đó nó không gây hại gì cho sen đá, thì hôm nay mình sẽ cho mọi người xem cái con đó nó trông ra sao ha. Không biết mọi người có thấy không? Cái con mà nó đang chạy qua chạy lại đó. Đó. Nó đó mọi người. Nó chỉ nhiệm vụ của con này á, trong tự nhiên đó là nó phân hủy những cái phần, những cái lá cây, những cái phần nào mà bị hư, bị thối thì nó đến nó tìm đến nó ăn. Nó ăn thôi. Cho nên nó không hề gây hại gì cho cây hết. Nó không hề. Nếu mà cây mấy bạn mà bị thúi á, mà thấy con này thì chắc chắn luôn là nó do một cái nguyên nhân khác, bị nhiễm trùng, cây bị nấm hay gì đó, chứ không phải tại con này nha. Nó chỉ thấy thúi thì nó tìm thì nó ăn thôi, đâu phải tại nó đâu ha mọi người ha. Vậy nha. Sẵn đây thì mình sẽ chia sẻ thêm một cái ưu điểm nữa của cát gốc, đó là khi mà mình trồng lại rất là dễ dàng. Thì khi mà mấy bạn phơi cái cây á, cái cây cát gốc này khoảng một tuần rồi đó, nó khô hẳn cái vết thương hoàn toàn rồi á, thì mấy bạn chỉ cần chuẩn bị một cái chậu có đất sẵn rồi ha. Mấy bạn chỉ cần khoét một cái lỗ nhỏ thôi đó, xong rồi đặt cây lên thôi đó, gõ nhẹ 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 sơ sơ cho nó lấp bằng lại, đó là trồng xong rồi. Nhiệm vụ còn lại để cây ở những cái vị trí có nắng dưới 10 giờ hoặc là sau 2 giờ như cũ, y chang cách thuần cắt rễ thôi, không có khó gì hết, nó đơn giản vậy. Thay vì khi mà mình cắt rễ á, mình phải một tay cầm cây, một tay vô đất cái này kia trồng lâu hơn. Còn nhưng mà đối với cách này dễ lắm, chỉ cần đặt lên là xong thôi ha. Đó là cái ưu điểm. Mấy bạn thấy cái cây chocolate của mình nè, tuy nó màu đen đúng không, nhưng mà mấy bạn để ý kỹ nè, nó vẫn có màu xanh lá, là tức là cây này vẫn có diệp lục nha. Là nếu mấy bạn mà cắt gốc á, thì nó vẫn có khả năng ra rễ được ha. Còn cây này đây không phải hỏa đế, này là hồng đế ha. Mọi người nhìn nè, nó không có một miếng xanh lá nào luôn. Thì cây này mà cắt gốc á, là xác định là mấy tháng nữa cũng không thấy rễ đâu luôn ha. Cho nên cây này là không nên cắt gốc, mà chỉ nên cắt rễ. Mà cắt rễ á, thì cắt cũng ít thôi, cắt những cái rễ nhỏ nhỏ thôi, cũng không có được tỉa mà nhiều nữa, cắt một ít thôi thì nó mới còn khả năng để mà sống. Chứ mà cắt gốc là xác định nha, khó lắm, tỷ lệ rất là thấp nha. Cho nên cứ để ý cây nào không có màu xanh lá nhiều á, thì mọi người không nên cắt gốc của nó đi nha. Có một cách nữa để giúp mọi người phân biệt được là cây nào ít diệp lục và cây nào nhiều diệp lục á, đó là khi mà cái cây nó có nhiều diệp lục á, khi mà mấy bạn đem vô cái chỗ nào mà nó ít ít ánh sáng hoặc là ít nắng á, thì cây nó sẽ chuyển sang màu xanh lá. Tuy nhiên những cái cây mà ít diệp lục á, như điển hình như cây này, giờ mọi người có chuyển nó sang một cái chỗ ít nắng đi nữa thì nó vẫn giữ màu này nha, chứ nó không chuyển về màu xanh lá. Thì đó là một cái cách để giúp mọi người phân biệt được cây nào ít diệp lục và cây nào nhiều diệp lục ha. Mình có hai cái cây này là thuần cắt gốc nè, trồng lại chắc cũng phải 2-3 tuần rồi. Thì như mình nói hồi nãy đó, cái cây cắt gốc á, thì khả năng phục hồi của nó lâu hơn so với cây cắt rễ. Giờ mình thử test thử coi là 2-3 tuần rồi thì bây giờ rễ của nó nhiều hay không ha. Đây nè, 2-3 tuần rồi nhưng mà cái rễ nó cũng không có được nhiều đó. Cho nên là riêng đối với cái cách thuần cắt gốc á, thì nó lâu hồi phục hơn. Cho nên nếu mà mấy bạn cắt gốc mà mấy bạn trồng một thời gian sau, lâu ơi lâu mà mấy bạn chưa thấy nó hồi phục, thì cái đó là một cái chuyện rất là bình thường ha. Không có gì hết, không có gì lạ hết á. Tại vì nó phải cần thời gian để nó hồi phục nha. Cây bên đây nè, cây bên đây cũng vậy nè. Cây bên đây thì chắc hơn xíu nè, nhiều hơn nè ha. Cái rễ nhiều hay ít á, cũng tùy vô cái cây nữa. Có cây khỏe thì nó sẽ ra rễ nhiều nhanh hơn so với cây yếu, và cái giống cây nữa. Cây thường thì mình thấy là một số giống cây ra rễ rất là nhanh, một số giống thì nó ra chậm hơn. Cho nên là không có, nếu mà mấy bạn nào hỏi mình là khoảng bao lâu nó ra rễ nhiều hay ít, thì cái đó tùy cây nha mọi người, chứ không có nói chính xác được. Mình chỉ có thể nhắm chừng á, khi mấy bạn cắt gốc thì nó sẽ ra rễ tầm 1 đến 2 tuần là nó ra rễ thôi ha. Rồi, vậy là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay.
Thì hôm nay mình sẽ vậy thì giờ mình tóm gọn lại cho mọi người đại khái ha. Đó là cắt gốc á thì nó sẽ triệt tiêu mầm móng vi khuẩn nhiều. Vì thế mà cây nó sẽ thích nghi môi trường và tỷ lệ sống nó sẽ cao hơn so với cắt rễ. Tuy nhiên, cái thời gian để nó hồi phục cái cây sen đá nó hồi phục lại á, nó sẽ lâu hơn. Nó sẽ khoảng tầm chừng 2 đến 3 tháng thì cây nó mới bắt đầu gọi là mạnh. Còn cắt rễ á thì tuy là nó không phát hiện được các cái bệnh ở trong lõi, tỷ lệ sống nó cũng không cao bằng. Tuy nhiên, thời gian phục hồi cây nó sẽ nhanh hơn. Khoảng tầm khoảng 1 tháng là cây nó sẽ có những cái biểu hiện phục hồi rồi. Còn cây cây cắt gốc thì nó phải lâu hơn do nó mất sức nhiều hơn, cho nên nó lâu phục hồi hơn. Nha. Đó là hai cái đó là những cái ưu và nhược điểm. Ngoài ra khuyên mọi người rằng những bạn nào mà mới chơi thì chỉ nên cắt rễ chứ không nên cắt gốc. Tại nãy giờ mình đã cho mọi người xem rồi. Mọi người cắt gốc và nó có rất nhiều cái điểm cần chú ý. Như là cây nó trong quá trình đó, trong quá trình mà cắt gốc xong rồi để phơi đợi nó ra rễ thì nó sẽ bị cái gì mình phải quan tâm phải chú ý. Thì chỉ có khi nào mà mấy bạn đã trồng qua một thời gian dài và đã quen đã biết đã nhận biết được những cái dấu hiệu bệnh của cây á thì mấy bạn mới không sợ thôi. Còn mấy bạn mà đang không biết gì hết tự nhiên lỡ như mà cái vết thương nó có bị nhiễm trùng thì mấy bạn không phân biệt được, không cứu kịp thời mà cũng không biết cách xử lý làm sao nha. Còn nếu bạn nào hỏi mình là lỡ như cắt gốc mà cây nó bị nhiễm trùng thì làm sao, thì mấy bạn phải cắt bỏ cái phần nhiễm trùng nó đi, cắt hết đến khi nào nó trong nó trắng, nó trắng lại nó hồng hào giống như cái cây không bệnh hồi nãy thì tiếp tục phơi rễ tiếp, tiếp tục phơi cái gốc tiếp đến khi nào mà nó ra rễ là trồng lại thôi ha. Đó là cách xử lý. Nhưng mà thật sự mình thấy nếu mà mấy bạn nào đã trồng sen đá một thời gian dài rồi á thì tự khắc mấy bạn sẽ biết cách xử lý. Cái đó dễ lắm, không có gì khó hết đó. Nghe mới mấy bạn mới thì nghe nó phức tạp thôi chứ những ai đã trồng rồi á, trồng qua một thời gian rồi thì lỡ mà cây nó có bị nhiễm trùng á, mấy bạn biết cách xử lý, tự khắc mấy bạn biết trồng riết quá quen rồi ha. Đó, đó là những cái lưu ý mà mình muốn nói ngày hôm nay. Thì thật ra là nếu mà mấy bạn hỏi mình là ở vườn của mình á, mình chuộng cách nào hơn thì như mình nói hồi nãy rồi, tùy cây. Cây nào ít diệp lục thì phải áp dụng cách nào hợp lý, cây nào nhiều diệp lục thì cách nào. Riêng mình ở đây thì mình chuộng cắt gốc hơn. Mình chuộng cắt gốc hơn là so với cắt rễ, tại vì mình muốn cái cây mình phải là cái cây mạnh, thích nghi hoàn toàn với môi trường xứ nóng ở Biên Hòa luôn. Cho nên mình thực hiện cách là cắt gốc. Còn mấy bạn cắt rễ thì nói chung cắt rễ thì không phải là nó dở hơn đâu, không có, cắt rễ nó vẫn sống bình thường, tỷ lệ nó cũng cao lắm chứ bộ, cũng phải 7 đến 80% tỷ lệ sống cũng cao, rất là cao. Riêng á nếu mà mấy bạn nào mà muốn nó chuyên nghiệp, muốn thuần mà cái kiểu như là nó chuyên nghiệp luôn mà nó ít bệnh hơn, nó quen hẳn luôn ở đây á, thì mấy bạn mới xài cắt gốc. Mà nên nhớ rằng á, không phải cây nào cũng cắt gốc được đâu nha. Đó là những cái gì mà mình muốn nói ngày hôm nay. Tại vì mình thấy rất nhiều bạn á, mình có xem một số clip trên YouTube nữa, một số bạn cũng có thực hiện cái cách cắt gốc, cũng có nói về cắt gốc rồi, nhưng mà mấy bạn không có nói cái vụ mà diệp lục. Cho nên là mình sẵn ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vụ diệp lục đó luôn. Mình không có đi sâu vô là cái quá trình cắt gốc nó trồng lại như thế nào. Bởi vì thật sự mà nói, nó không có khác gì so với cắt rễ hết á. Chỉ là cái thời gian mà ra rễ nó sẽ lâu hơn vậy thôi, chứ nó cũng không có khác gì hết để mà phải làm riêng một cái clip nữa, để làm thêm một cái clip nữa, trong khi trên mạng nó quá nhiều rồi. Cái cắt gốc rồi trồng lại như thế nào là trên mạng mình thấy làm nhiều lắm rồi, cho nên mình không có nói. Mình chỉ nhấn mạnh ở đây điểm khác biệt, ưu và nhược điểm, và những cái gì lưu ý, những cái gì khi mà trong quá trình đó mình phải làm sao. Ví dụ như mình nói như thế này, đối với cắt rễ lẫn cắt gốc luôn á thì mọi người nên lưu ý như thế này. Đó là trong khoảng 1 tuần khi mà mình cắt rễ hoặc là cắt gốc, mấy bạn tuyệt đối không để cây tiếp xúc với nước, tại vì nó sẽ gây nhiễm trùng vậy ha. Đó là mình chỉ có lưu ý một cái điểm đó thôi. Còn lại là trồng như thế nào, lưu ý để ở đâu là nó y chang cắt rễ chứ không có khác gì hết đó nha.
Vậy thì đó đó là toàn bộ những gì mà mình muốn nói ngày hôm nay. Mình thật ra là đáng lẽ mình phải đi review vườn Đà Lạt rồi đúng không, như đã hứa với mọi người, nhưng mà tình hình dịch bệnh bây giờ nó phức tạp quá cho nên mình tạm gác cái chuyện nó qua một bên. Mình không biết là đến khi nào mình sẽ đi được, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ làm một clip về cái vườn Đà Lạt mà mình liên kết ha, chắc chắn luôn. Thì dạo này thì tình hình dịch bệnh nó cũng phức tạp lắm rồi, cho nên mình chúc mấy bạn nên giữ gìn sức khỏe ha, tránh tiếp xúc nhiều nơi, tránh tránh đi nhiều nơi. Mình ăn chơi, còn ăn chơi cũng vừa phải thôi ha, chứ đừng có ăn chơi quá, vừa hại mình hại người nữa ha. thôi thì đến đây clip cũng khá dài rồi, cảm ơn mọi người đã xem nha, bye bye, tạm biệt mọi người.